bắt đầu cái buổi Zoom ngày hôm nay. Và bây giờ xin chị ở đây là nghe rõ Huy nói rồi thì có thể là comment số 1 giúp Huy ha. Yes. Rồi, chúc cả nhà chúng ta có được một cái buổi Zoom. Trang này nữa <laughs> Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục anh chị. Hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ về những cái cơ cấu nguyên tắc cho cái việc mà chúng ta sử dụng cái uh, cái cơ cấu vận hành của tiềm thức của chúng ta anh chị. Vì cho tới ngày hôm nay thì có thể là các anh chị cũng đã đã đã, đã bắt đầu để ý ra rồi bạn. Là tất cả mọi việc, tất cả mọi sự vật sự việc trong cuộc đời này thì đều được cấu tạo nên từ những cái năng lượng, từ những cái năng lượng và dù là vật rắn, vật lỏng, khí hay ở dạng lượng tử thì tất cả mọi thứ đều là năng lượng anh chị tất cả mọi thứ năng lượng cái điện thoại của chúng ta là năng lượng cái đồng hồ của chúng ta là năng lượng cái bộ quần áo của chúng ta là năng lượng đúng không ạ cái cơ thể này cũng là chứa năng lượng đúng không ạ à, và tiền thì cũng mang năng lượng doanh nghiệp cũng mang năng lượng tài sản cũng mang năng lượng anh chị tất cả mọi thứ đều mang năng lượng vậy thì nếu như mà vậy thì chúng ta biết là một cái quy luật và quy luật hấp dẫn ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đúng không ạ vậy thì cái quy luật hấp dẫn là gì quy luật hấp dẫn đó là những cái gì tần số giống nhau thì nó sẽ hút nhau những cái tần số giống nhau thì nó sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Những cái gì giống nhau thì nó sẽ được dạ, hấp dẫn với nhau anh chị. À, gọi là ngu tầm ngu, mã tầm mã, mây tầng nào thì hút mây tầng đó đó anh chị. Và chúng ta thấy được một điều, gì? À, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. À, quá đúng rồi, bởi vì chúng ta ở một cái trường năng lượng của chúng ta là cái thứ bên ngoài. Và nhìn nhận về một cái sự thật là gì? Đó là bên trong cơ thể của chúng ta thì có, dạ, có ý thức, có tiềm thức và bên ngoài của chúng ta là trường năng lượng đúng không ạ trường năng lượng là những thứ xung quanh chúng ta trường năng lượng là những cái mối quan hệ này trường năng lượng là công việc này trường năng lượng là những cái tài sản này trường năng lượng là những cái người bạn những cái đối tác những cái khách hàng à, trường năng lượng là cái nơi mà chúng ta đang sống à, ngôi nhà của chúng ta cũng là trường năng lượng đúng không ạ à, cái doanh nghiệp của chúng ta cũng là trường năng lượng cái xe anh chị đang sở hữu là cái trường năng lượng cái người bạn đời của anh chị là trường năng lượng đúng không ạ những cái người thân của bạn là trường năng lượng những cái nói chung là bên ngoài chúng ta là trường năng lượng bên trong chúng ta thì có tâm thức mà là ý thức và tiềm thức và bên ngoài của chúng ta là trường năng lượng vậy thì bởi sao ạ bởi vì là giờ mỗi chúng ta giờ đều là những cái khối năng lượng và năng lượng mà tỏa ra ở cái tần số nào thì chúng ta sẽ thu hút những cái gì đó, những cái điều tương tự như vậy nếu bạn đưa ra cái năng lượng ở tần số tích cực thì chúng ta sẽ thu hút những cái gì đó, những cái năng lượng tích cực và năng lượng tích cực đó có thể là gì có thể là cơ hội này có thể là những cái điều may mắn có thể là những cái quý nhân phụ trợ có thể là những cái dạng người thầy người bạn người đối tác người cộng sự hoặc là những cái khách hàng tiềm năng tuyệt vời đến với cuộc đời của bạn anh chị ha yes. và đó chính là cái năng lượng khi mà chúng ta đưa cái trường năng lượng của chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ thu hút những cái giả, những cái trường năng lượng tương ứng tới đó và những cái trường năng lượng đó thì nói chung đó dùng cái từ trường năng lượng là dùng chung đó anh chị ha đúng không ạ thì bản chất là trường năng lượng là tất cả những thứ bên ngoài trường năng lượng ok chưa Và bạn thu hút được anh chị thu hút được những cái cơ hội anh chị thu hút được những cái uh, thành công anh chị thu hút được những cái quý nhân phù trợ anh chị thu hút được tiền anh chị thu hút được gì ạ à? những cái điều tuyệt vời đến với chúng ta thì đó gọi là uh, cái việc mà chúng ta sử dụng được hấp dẫn Vậy thì uh, về cái phần này à ý thức tiềm thức và trường năng lượng vậy thì ý thức thì có chức năng là ra quyết định tiềm thức thì có chức năng là Yes and more, đồng ý và cho thêm. Và trường năng lượng thì có chức năng là gì ạ? À? Đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Yes, yes and more. Đúng không Cũng y chang như là tiềm thức vậy đó. Đúng không Khi mà chúng ta đúng ra quyết định bằng ý thức thì tiềm thức sẽ đồng ý và cho thêm và trường năng lượng lại đi ạ, lại đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Nó thu hút những cái điều mà chúng ta đã đưa ra quyết định. Nó thu hút bởi vì ạ, bởi vì tiềm thức của bạn nó đồng ý và cho thêm những gì mà bạn đưa ra quyết định và bạn tỏa ra cái năng lượng đó bạn tỏa ra cái năng lượng của cái ý thức bạn đưa ra thì cho nên giờ tìm trường năng lượng nó chỉ bắt bắt đúng cái tần số đó thôi và nó lại đồng ý với cho nhiều hơn nữa nó lại thu hút đúng cái điều đó đến với cuộc đời của chúng ta anh chị đồng ý không ạ yes. ví dụ như anh chị nói giờ à anh chị nói giờ tôi khỏe mạnh đúng không anh chị nói một cái từ khóa là khỏe mạnh thì cái tiềm thức của chúng ta tiềm thức của anh chị nó sẽ giờ, nó sẽ đồng ý và cho thêm có nghĩa là à khỏe mạnh khỏe mạnh khỏe mạnh nó sẽ đẩy cái năng lượng khỏe mạnh lên và cái năng lượng này đúng không ạ nó không phải chỉ bên trong mà nó còn tỏa ra bên ngoài nó thu hút những cái cơ hội những cái nguồn lực những cái đối tác những cái điều mà trường ra bán đường bên ngoài nó thu hút được để giúp chúng ta khỏe mạnh hơn anh chị ha à, những cái điều bên ngoài nó giúp chúng ta khỏe mạnh hơn và giúp chúng ta có được cái kết quả tuyệt vời hơn anh chị rất là hay anh chị ha yes vậy thì tiếp tục với cái sự thịnh vượng về tài chính của mình khi mà chúng ta ra quyết định là gì tôi sao có tôi thành công tôi tự do tài chính tôi đạt được cái mục tiêu tài chính của tôi thu nhập của tôi là bao nhiêu đó cái kết quả tài chính của tôi là bao nhiêu đó tôi chinh phục được cái gì cái kết quả tài chính tôi chinh phục được cái ý định tài chính tôi chinh phục được cái mục tiêu tài chính của tôi vân vân hay là tôi sở hữu được cái tài sản này tôi sở hữu được cái tài sản kia tôi sở hữu được cái miếng đất này hay là doanh nghiệp của tôi nó tạo ra thu nhập bao nhiêu đó vân vân đúng không thì đó là những ý định những cái quyết định của ý thức và khi chúng ta đưa ra quyết định của ý thức như vậy thì tiềm thức sẽ đồng ý và cho thêm tiềm thức nó sẽ yes thiệu ok à chủ nhân của mình các tiềm thức tiềm thức nó sẽ nói với à, chủ nhân của mình là muốn cái điều đó chủ nhân của mình mong muốn có kết quả đó chủ nhân của mình mong muốn có cái thu nhập đó chủ nhân của mình mong muốn có dòng tiền đó chủ nhân của mình muốn sở hữu cái miếng đất đó chủ nhân của mình mong muốn đạt được cái tài sản đó chủ nhân của mình mong muốn và sẽ cho thêm và khi đó tiềm thức nó sẽ nhận cái lệnh từ ý thức của anh chị và nó sẽ làm gì ạ nó sẽ bắt đầu là gì truyền cái năng lượng này nó phát cái sóng năng lượng này và nó thu hút những cái tần số năng lượng để có thể đến thu hút nhé có nghĩa là mình bị hút về cái điều đó và cái điều đó bị hút về mình đúng không ạ có thể là à, nó nó hút vào nhau nó hút vào nhau và sao ạ à? và bằng một cách nào đó chúng ta gặp được những quý nhân phù trợ và một cách nào đó anh chị nắm bắt được một cái cơ hội nào đó mà... Và một cách nào đó anh chị uh, có được một cái khách hàng tiềm năng đến với anh chị. Và một cách nào đó anh chị có được một cái chiến lược thịnh vượng, một cái chiến lược trong kinh doanh hay là một cái điều gì đó uh, như thế nào đó đó uh, và giúp chúng ta có thể đạt được. Và ở đây nếu anh chị để ý, ạ bao nhiêu doanh chị ở đây cũng đã từng gặp và cũng đã từng biết tới có những người ở ngoài kia họ nói là dạ, họ họ lúc nào họ cũng rất là gặp may mắn lắm mình hầu hết trên lúc nào họ cũng gặp may mắn hết có nghĩa là gì à lúc thì họ đang cần cái này tự nhiên có người đến lúc thì họ đang làm cái việc kia cái tự dưng là giờ không biết làm thế nào thế là có giờ quý nhân phụ trợ đến giúp họ hay là ở trong cái lúc mà họ đang gặp cái trường cái, cái 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 tình trạng gì đó không được dễ dàng cái không biết tự dưng là sao sao đó, mọi thứ nó lại tự dưng nó lại được hóa giải ví dụ như vậy và rất nhiều người như vậy và những cái người này anh chị họ không có giải thích được là tại sao nhưng có một sự thật bây giờ đó là họ đang sử dụng sức mạnh của luật hấp dẫn họ đang sử dụng sức mạnh của luật hấp dẫn họ đang sử dụng sức mạnh của tiềm thức và họ đang sống với cái gì với cái năng lượng tuyệt vời những người gặp may mắn thường xuyên là bởi vì sao bởi vì họ họ tỏa ra cái năng lượng may mắn những người gặp được những cái quý nhân phù trợ thường xuyên là bởi vì sao bởi vì giờ họ tỏa ra cái năng lượng để thu hút những cái quý nhân phụ trợ đến với họ những người có được cái sự thịnh vượng là bởi vì sao bởi vì họ tỏa ra cái năng lượng cùng tần số với sự thịnh vượng và sự thịnh vượng đến với họ sự thịnh vượng đến với họ anh chị anh chị đồng ý không ạ yes và cho nên chúng ta mới thấy là gì có rất là nhiều người ở ngoài kia người ta làm việc rất là chăm chỉ rất là cần mẫn thậm chí là làm việc rất là vất vả luôn nhưng tại sao vẫn chưa có thể giả dạ, trở nên thành công về tài chính chưa đạt được cái mục tiêu và là về giàu có về thịnh vượng nhưng có những người anh chị họ làm việc một cách rất là nhẹ nhã rất là thảnh thơi nhưng họ có thể kiếm được rất rất nhiều tiền anh chị có để không ạ yes À đó và đó chính là cái bí mật anh chị. Đó chính là cái bí mật của việc mà chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức. Bởi vì ạ, bởi vì ý thức anh chị thì nó chỉ chiếm có 10% khả năng của chúng ta thôi. Ý thức chỉ chiếm 10% khả năng của chúng ta thôi anh chị. Có nghĩa là ngay bây giờ lúc này anh chị làm việc bằng ý thức, chúng ta làm việc bằng cái ý thức của mình thì chúng ta chỉ sử dụng được tối đa 10% cái khả năng thực sự cái năng lượng cái nguồn năng lượng gọi là cái 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 gọi là trí huệ vô lượng của bên trong chúng ta anh chị đấy thì chúng ta chỉ mới sử dụng được có 10% thôi nhưng 10% này là về đó là trên lý thuyết nhé đó là trên lý thuyết đó là ý thức thì có 10% tuy nhiên có một cái sự thật là gì đó là như ông Einstein nói là như như thế giới người ta đã nói với nhau là gì đó là thực à, thật ra một người bình thường ấy thì người ta chỉ sử dụng được là tối đa từ gì? 2% thôi. Tầm khoảng là 1 tới 2 bình thường người bình thường chỉ sử dụng thực từ 1 tới 2% khả năng thực sự của họ thôi. Người bình thường đó anh chị. Một người bình thường họ chỉ sử dụng được Trung bình mình tầm từ 1 tới 2% cái khả năng thực sự của họ thôi và ngay cả một trong những cái thiên tài rất là lỗi lạc của nhân loại đó là ông Einstein thì khi mà ông là được gọi là bậc thầy đúng không gọi là cái người mà có thể nhìn xa trong động, người có thể thấu hiểu được về vật lý về lượng tử và những cái phát kiến của Einstein thì thậm chí là giờ cả giờ cả vài chục năm sau gần cả trăm năm sau thì người ta mới có thể hiểu được những cái điều mà ông Einstein đã nhìn ra được Vậy thì ông Einstein anh chị khi mà ông ấy đã mất đi thì những cái nhà khoa học người ta mới nghiên cứu cái bộ não của Einstein và thấy rằng gì? Ông Einstein chỉ mới sử dụng 5% 5% thôi 5% cái khả năng thực sự của con người thôi Có nghĩa là chỉ mới sử dụng 5% thôi Mà đã là gọi là thiên tài của nhân loại rồi. Anh chị có thấy tuyệt vời không ạ yes. Và đó chính là một trong những cái điều Mà chúng ta có thấy vậy Có nghĩa là ngày hôm nay khi mà chúng ta anh chị đang làm việc, anh chị đang học tập, anh chị đang phát triển, anh chị đang chăm chỉ nỗ lực rất là nhiều, thì chúng ta cũng chưa sử dụng được hết 10% khả năng thật sự của chúng ta đâu, chúng ta chỉ sử dụng từ 1 tới 2%. Nếu bạn là thiên tài thì được 5%. Vậy thì còn tới giờ 90 cho 95% những cái nguồn lực còn lại nó nằm ở đâu? 90-95% những cái năng lượng tiềm ẩn, những cái năng lượng tiềm ẩn nó nằm ở đâu, nó ở đâu, làm sao để mình có thể khai phá được nó, làm sao để mình có thể sử dụng được nó, làm sao mình có thể khai mở được cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Unleash the power đi, mà đó là khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong, đúng không? gọi là tiềm thức là bị những cái thứ tiềm ẩn bên trong, trong chúng ta anh chị. Và những cái điều tiềm ẩn này, cái sức mạnh tiềm ẩn này sao ạ? Thì không phải ai cũng chỉ cho chúng ta đúng không à tại vì từ khi sinh ra lớn lên có ai dạy cho mình đúng không từ khi sinh ra lớn lên có ai dạy cho mình là tiềm thức là cái gì không có ai dạy cho mình thì ờ bạn có ai nói với mình là gì ờ bạn có cái khả năng tiềm ẩn bên trong đấy là hãy, hãy, hãy học cách để sử dụng nó hay học cách phát ra phát nó đi không tại vì họ cũng không biết mà và cái cái điều vĩ đại nhất cái mà cái điều cái phát minh cái phát minh vĩ đại nhất của cái thế kỷ 20 nó không phải là internet nó không phải là cái việc mà những cái ngành kinh tế chia sẻ không phải là những cái giờ cơ hội mới không phải là về cái giờ toàn cầu hóa mà là cái việc mà con người đã khai phá được đã tìm ra được cái bí mật đã tìm ra được cái gì đã tìm ra cái bí mật về sức mạnh của tiềm thức về luật hấp dẫn về các cái quy luật của vũ trụ và đó chính là cái điều vô cùng tuyệt vời đó là cái điều vô cùng tuyệt vời và chính cái bản thân của huy mình đã đọc cái quyển sách sức mạnh tiềm thức rồi bao nhiêu sách ở đây đọc quyển sách sức mạnh tiềm thức rồi yes sức mạnh tiềm thức là một cái bộ môn khoa học đúng không ạ và cái quyển sách sức mạnh tiềm thức của gì ạ của 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 giáo sư Joseph Murphy xuất bản vào năm 1963 tại Mỹ nhưng tới năm 2013 thì họ mới giờ xuất bản tại Việt Nam có nghĩa là người Mỹ họ đọc cái quyển sách này 50 năm rồi thì Việt Nam mình mới được biết và thậm chí tới ngày hôm nay là năm 2023 là 10 năm rồi. Từ khi mà quyển sách có mặt tại Việt Nam thì vẫn có rất là nhiều anh chị ở đây mà ở đây cũng chưa đọc. Có đúng không? Yes. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc khi mà chúng ta không chịu học tập và phát triển. Bởi vì nếu như anh chị đọc quyển sách thì 10 năm trước có phải chúng ta đã giàu sớm rồi. Nếu chúng ta đọc cái quyển sách thì 10 năm trước có thể giờ bây giờ chúng ta đã có cái cuộc đời chúng ta khác. Bởi vì giờ trong quyển sách sức mạnh tiềm thức này thì ông Joseph Murphy đã phân tích, đã nghiên cứu và đã tổng hợp rất là nhiều những cái kiến thức những cái kinh nghiệm những cái rất là nhiều từ những cái nghiên cứu khác nhau và có đầy đủ những cái cách thức để chúng ta có thể ứng dụng cái sức mạnh tiềm thức của mình để có thể để có thể là có được những cái mối quan hệ hòa hợp sức khỏe hoàn hảo hay thậm chí là giật thành công về tài chính anh chị ha yes thì đó là về cái lý thuyết nếu anh chị muốn thấu hiểu hơn, muốn hiểu rõ hơn về sức mạnh tiềm thức và nắm vững cái lý thuyết thì Huy khuyên anh chị là chúng ta cần phải đọc quyển sách sức mạnh tiềm thức của Joseph Murphy anh chị ha không cần đọc những cái quyển cuốn sách khác đâu có rất là nhiều quyển sách khác tuy nhiên là hãy đọc của ông Joseph Murphy đi cái quyển sách này là chuẩn nhất và đó là về cái lý thuyết nhưng mà giữa lý thuyết và thực hành thì đó là một cái sự rất là xa nhau anh chị ha yes. <laughs> ừ, giữa lý thuyết và thực hành thì nó có một cái sự là khác biệt rất là lớn và bao nhiêu nhân sinh chị đây cũng đã từng biết về bí mật lọc giỡn, đã từng đọc về bí mật lọc dẫn đã học đọc về The Secret, à, có thể đọc The Hero, Người Hùng, có thể đọc The phép Màu, có thể đọc The Power, Sức Mạnh đúng không ạ, à, thậm chí là có thể đọc luôn cả cái phiên bản mới nhất của The Secret đó là gì là cái The Greatest Secret đúng không ạ, cái quyển cái màu trắng ấy. Thì có thể các anh chị đã đọc nhiều quyển sách về bí mật lọc giỡn rồi nhưng mà chúng ta đã ứng dụng được chưa? À, đúng không rất là nhiều người biết về lỗ giận ở ngoài kia mà rất là nhiều người mà sách bán chạy nhất hành tinh một trong những quy sách bán chạy nhất hành tinh tuy nhiên bây giờ để có thể ứng dụng về tài chính thì không phải ai cũng thành công vậy thì cái vấn đề ở đây là gì ạ cái vấn đề ở đây tại sao là cái quy luật thì đó là như vậy quy luật là như vậy nhưng tại sao là không phải ai cũng có thể ứng dụng được 100%? và thậm chí có người dạ lúc thì ứng dụng được lúc thì không ứng dụng được nhưng lại có một vài người là dạ hầu hết thì gì à? họ ứng dụng được mọi lúc mọi nơi vậy thì sự khác biệt ở đây là gì sự khác biệt ở đây đó chính là cái việc mà chúng ta sẽ hiểu về cái cơ cấu đó là ở trên cuộc đời này anh chị nếu mà chúng ta đứng ở góc nhìn của lượng tử nha anh chị chúng ta đừng có nhìn bằng mắt thường đừng nhìn bằng cái con mắt bình thường hãy nhìn vào cái con mắt của cái kính hiển vi đi ạ à. đó ví dụ như anh chị hãy nhìn cái cuộc đời này bằng cái kính hiển vi đi thì chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi thứ đều là năng lượng đúng không? Yes. Tất cả mọi thứ là năng lượng cái người chồng người vợ của bạn là năng lượng, con cái của bạn là năng lượng, bố mẹ của bạn là năng lượng, ngôi nhà của bạn là năng lượng, cái điện thoại của bạn là năng lượng, cái bộ quần áo của bạn là năng lượng, thậm chí cơ thể của bạn từ trên xuống dưới là năng lượng, tất cả mọi thứ đều là năng lượng cả, cái ly nước bạn uống vào cũng là năng lượng, cái món ăn bạn ăn cũng là năng lượng, và tiền là năng lượng, mọi thứ đều từ được tạo nên từ năng lượng, đất đai cây cỏ đúng không ạ, nhà cửa Uh, ruộng vườn xe cộ bầu trời đó mà chim chóc tôi muốn thu tất cả mọi thứ đều là năng lượng tất cả đều là năng lượng chúng ta nhìn bằng cái con mắt cứ nhìn vào bản chất của sự thật nhìn bằng bản chất đúng không ạ nhìn sự vật sự việc bằng bản chất của sự vật thì nếu chúng ta nhìn vào bản chất của sự thật thì sao ạ thì chúng ta thấy là tất cả đều là năng lượng và những cái trường năng lượng giống nhau thì thu hút nhau nếu bạn cùng trường năng lượng với một cái điều gì đó thì cái điều đó sẽ đến với bạn bạn sẽ cùng trường năng lượng với những người sống bạn bạn sẽ cùng trường năng lượng với những cái trường năng lượng tương ứng với bạn có nghĩa là giờ, nếu như ngày hôm nay anh chị chưa đạt được cái kết quả về tài chính của mình là bởi vì do bởi vì chúng ta không cùng trường năng lượng với cái số tiền đó nếu anh chị chưa sở hữu được cái chiếc xe mà mình mơ ước hay là cái ngôi nhà mà mình mơ mà ước là bởi bởi vì chúng ta chưa cùng trường chưa cùng trường năng lượng với chiếc xe đó chưa cùng trường năng lượng với lại cái ngôi nhà đó chưa cùng trường năng lượng với cái thu nhập đó với cái khối tài sản đó hoặc là một số anh chị nói vậy, à, tôi à, chưa tìm được cái người bạn đời mơ ước của tôi, cái người ưng ý của tôi là bởi vì sao bạn chưa cùng trường năng lượng với cái người đó? cho nên bạn chưa hút được họ đó chưa chứ không phải là không nhưng cái tầng số nó là pha cho nên nó không để với nhau được. Vậy thì bây giờ việc của chúng ta là cần phải làm gì? Có hai cách, một là gì chúng ta chờ cho những cái thứ kia nó cùng pha với mình. nhưng điều đó có đúng không ạ? Điều đó không được, đúng không ạ? Những cái thứ kia nó cố nó ở cái trường năng lượng đó rồi và điều đó giờ chúng ta chờ thì chờ mãi thôi. chúng ta chỉ thu hút được những cái giống mình thôi. vậy thì chúng ta cần phải làm gì đó là chúng ta phải cần phải gì? thay đổi thay đổi cái tần số của mình bạn phải nâng cái tần số của bạn lên nếu như là cái gì mục tiêu của bạn là ở đây bạn đang ở đây bạn phải nâng tần số của bạn lên để cùng với khớp lệnh với mục tiêu của bạn anh chị theo kịp không ạ yes chúng ta phải đưa bản thân mình lên cái tần số tương ứng với cái điều mà chúng ta muốn và điều đó chúng ta thấy một điều là có những người tại sao mà dù đưa cho họ bao nhiêu tiền thì họ cũng tiêu hết anh kia để không ạ nó có thú vị nha có câu là gì nếu như một cái người nào đó anh ta chưa giàu có cứ cho tiền anh ta là anh ta sẽ giàu không phải đâu anh chị bởi vì chúng ta có thể thấy là giờ có những người mà đưa tiền cho anh ta thì anh ta sẽ tiêu hết thậm chí anh ta có tiêu nhiều hơn nữa bao nhiêu số chị ở đây cũng đã từng biết tới những người như vậy có quen biết những người như vậy yes. không hiểu sao không nha đưa bao nhiêu tiền cũng xài hết đưa bao nhiêu tiền thì cuối cùng thì cũng là về lại cái con số không hoặc thậm chí là âm luôn là bởi vì cái tần số của họ là tần số gì à? tần số 0 hoặc là tần số âm cái nhiệt kế tài chính của họ cái tần số về tài chính của họ có nghĩa là gì đưa bao nhiêu tiền thì cũng về mức âm hết dù là thời điểm nào dù là thị trường đang phát triển hay là dù là suy thái tinh kinh tế họ cũng ở tần số đó anh chị có hiểu không ạ cho nên chúng ta thấy vậy nhưng mà có rất là nhiều người khác thì sao ạ dù là khi mà covid hay là thị trường hay là suy thoái hay là lúc mà giờ mọi thứ phát triển thì họ vẫn ở tần số rất là cao họ vẫn tự do tài chính họ vẫn thịnh vượng về tài chính thậm chí họ còn giàu hơn nữa vậy thì chúng ta thấy một điều khác biệt nhau ở gì đó chính là gì cuộc đời của chúng ta thì nó là do chính chúng ta quyết định nó không phải là do những yếu tố bên ngoài gì. yếu tố bên ngoài là năng lượng bạn là năng lượng và bạn thay đổi bản thân bạn thay đổi cái tần số năng lượng của bạn ở đâu thì bạn sẽ thu hút cái trường năng lượng bạn sẽ giờ, bạn sẽ kết nối được với cái trường năng lượng tương ứng với cái tần số đó nếu như ngày hôm nay bạn không có hạnh phúc là bởi vì bạn chưa cùng cái trường năng lượng hạnh phúc. Nếu như ngày hôm nay bạn chưa có được cái sự bình an, bạn không bạn bây giờ cái tâm thức của anh chị, chúng ta chưa có được cái giả chưa có cùng trường năng lượng với sự bình an. Hay là bây giờ nếu bạn chưa được cái sự hòa hợp thì có nghĩa là bởi vì cái tâm thức của chúng ta nó chưa có được cái giả chưa có ý niệm về sự hòa hợp. Chúng ta tư nuôi dưỡng cái sự hòa hợp bên trong tâm thức của mình cho nên cái trần số năng lượng của chúng ta nó không có hòa hợp được với những người xung quanh. Và về cả tài chính cũng vậy. Tài chính cũng vậy anh chị ha yes bởi vì anh chị phải nhớ một điều là gì tất cả mọi trên cuộc sống thì nó sẽ có hai mặt luôn luôn có hai mặt anh chị bạn không thể nào mà luôn luôn tốt và cũng không phải luôn luôn xấu nó sẽ dạ lúc thì tốt lúc thì xấu lúc thì sáng lúc thì tối có trên có dưới có trong có ngoài có trái có phải có trước có sau có giàu có chưa giàu có thịnh vượng và có dạ thiếu thốn bệnh tật đến từ đâu bệnh tật đến từ việc dạ thiếu thốn về sức khỏe đau khổ đến từ đâu đau khổ đến giờ nó nó đến từ đâu ạ nó đến từ giờ thiếu thốn tình yêu thương và hạnh phúc nghèo khó đến từ đâu nghèo khó đến từ giờ thiếu thốn sự dư giả dạ và giàu và thịnh vượng nó là hai mặt nó là hai cái đối kịch với nhau và chúng ta hãy nhớ một điều gì đó? đó là cái trường năng lượng vậy thì giờ bạn chọn ở hướng nào bạn chọn bạn ở đâu Quyền năng lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn. Quyền năng lớn nhất của con người là quyền đưa ra quyết định. Nếu anh chị nào mà đã từng xem qua hay là từng dành thời gian để đọc để xem những cái bài báo, những cái video hay là chúng ta lắng nghe những người khác họ nói về những cái câu chuyện không tích cực thì anh chị để ý đi ạ. À. Ngày hôm đó anh chị sẽ phải gặp một chuyện gì không tích cực. Có đúng không? Thì, thì đảm bảo luôn thì chắc luôn. Anh chị chỉ cần dành ra khoảng 5 phút xem một cái video một cái tin tức gì đó không tích cực thôi, đọc một cái bài thì không tích cực thôi hoặc là xem một nghe một ai đó nói chuyện không tích mà bạn lắng nghe đó. 5 phút thôi là ngày hôm đó bạn sẽ gặp một cái chuyện gì đó không tích cực. Hoặc là gặp một cái chuyện gì đó không như ý của mình. Bởi vì cái bộ não chúng ta anh chị khi mà chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta sẽ nghe một cái thông tin gì đó. Chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta sẽ xem một cái chương trình gì đó, một cái câu chuyện gì đó. Thì những cái điều đó giờ ý thức của chúng ta nó đang tập trung vào cái thứ đó. Bạn nhìn thấy một cái gì đó không tích cực có nghĩa là đó là bạn đang cho não bạn ăn cái đó. Bạn đang cho tiềm thức và ý thức của bạn ăn cái đó. Và giờ nó lại tỏa ra cái năng lượng và thu hút đúng cái thứ tương tự như vậy đó. Để đưa cái tần số không tích cực đến với chúng ta anh chị có đồng ý không ạ? anh chị hiểu không yes những anh chị cứ trải nghiệm đi và nếu như anh chị nào mà trước giờ chúng ta thấy gặp cái chúng ta gặp những cái điều chưa may mắn nhiều rồi thì bây giờ huynh chị cho anh chị đã anh chị hãy thử làm sao mà vậy một ngày thôi thử một ngày thôi tuyệt đối chỉ tập trung vào điều tích cực thôi đừng xem cái gì mà không tích cực nữa đừng có tiếp xúc với bạn bè không tích cực nữa đừng có đọc những cái thông tin không tích cực nữa đọc những thông tin tích cực nói chuyện tích cực nghĩ tích cực một ngày thôi bạn sẽ ngay bạn sẽ thấy ngày hôm đó nó khác hoàn toàn nó khác hoàn toàn với tất cả những ngày trước đây của bạn nó vi diệu vậy thôi đó. đó chính là cái phép màu đó chính là cái sự vi diệu bởi vì chúng ta nhìn mọi vật đúng không anh chị phải nhớ vậy huy đang chia sẻ anh chị để huy đang cho anh chị nhìn cái mọi thứ nhìn cái cuộc đời này bằng cái bản chất của sự thật chúng ta không nhìn bằng mắt thường mà chúng ta nhìn bằng bản chất của sự thật Bản chất của sự thật là gì? Tất cả mọi thứ là năng lượng. Và năng lượng của bạn bạn tiếp xúc, bạn 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 nghĩ tới cái gì, bạn tập trung cái điều gì thì bạn sẽ phát ra cái tần số năng lượng đó. Và cơ thể của bạn, tiềm thức của bạn nó sẽ đồng ý và cho thêm và nó sẽ mang nó sẽ đưa ra cái tần số nó hút cái thứ đó lại, hút cái từ cực cái năng lượng tương ứng với bạn lại. Bạn hiểu không ạ? Cho nên tại sao là giờ cái việc mà giờ bạn sống tích cực thì nó giúp cho anh chị chúng ta thu hút được những cái cơ hội, những cái điều may mắn, những cái điều tuyệt vời đến với chúng ta nó dễ hơn rất là nhiều luôn anh chị ha và tìm thức lại không hiểu từ không nữa đúng không ạ? Cho nên là giờ à, khi mà bạn giờ tập trung vào những cái điều mà giờ bạn gặp những cái điều không thích cực thì sao ạ? À? Chắc chắn rồi, khi chúng ta gặp những cái điều gì không thích cực thì chúng ta hãy đổi ngôn từ lại. Ví dụ như hôm nay mình chưa được may lắm, hôm nay mình cảm thấy chưa được vui lắm, hôm nay mình uh, chưa được tuyệt vời lắm hay gì đó. Uh, hôm nay mình uh, như mình đổi lại thôi, mình đổi lại thôi. Hôm nay kinh doanh chưa được khám khá lắm. Hôm nay tiền về chưa được nhiều hôm nay trong bạn có vẻ chưa được vui lắm nhỉ ừ, kiểu như vậy mà vẫn giao tiếp được với những người xung quanh vẫn tiếp xúc với những người xung quanh không có bị kỳ không có bị kỳ anh chị đúng không chúng ta không thích thấy bị kỳ nhiều khi bạn bằng 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 người kia đang không tích cực hay là bạn đang gặp một cái trường gì trường hợp gì đó hay là bây giờ bạn phải nói Ôi, bạn phải nói ngược lại đúng không thì bây giờ mình thì dùng cái từ phủ định vô để cho nó không có bị kỳ và chúng ta vẫn sống rất là tốt cái người mà thấu hiểu cái nhân sinh nên chị là cái người mà có thể có được cái trí tuệ có được cái trí huệ và có thể sống được trong cái cuộc sống đời thường một cách rất là bình thường rất là thoải mái chứ không có phải là bị khắc với lại những cái xung quanh anh chị hằng yes. vậy thì tiếp tiếp theo anh chị vậy thì chúng ta hiểu được bây vậy thì tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của chúng ta thì đều đến từ cái tâm thức của chúng ta và nếu như tâm của bạn hướng thiện thì điều thiện đến điều thiện đó nhưng chưa chắc là gì à? điều thịnh vượng sẽ đến vậy thì chúng ta cần phải làm gì vậy thì bây giờ huy sẽ phân tích với anh chị tại sao mà có rất là nhiều người ở ngoài kia họ nếu mà cũng đặt mục tiêu về tài chính họ cũng rất là khao khát thành công nhưng mà tại sao họ vẫn chưa đạt được cái kết quả đó đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới đó là có hai nhóm người có hai nhóm người chính trong cái trường năng lượng. Trong cái thế giới này luôn. Có hai nhóm người đứng ở góc nhìn của năng lượng. Nhóm người thứ nhất, đó là những người nhiễm tử. Và nhóm người thứ hai là những người không hoặc là chưa nhiễm tử. Và nếu chúng ta để vậy, cái nhóm người thứ nhất là những người nhiễm tử anh chị, là những ai ạ? trong những ngày trước Huy có nói với anh chị đó là những người có khả năng tự bốc cháy hoặc là những người có thể tác động được từ môi trường. Và những người này là những người nhiễm tự. Anh chị đồng ý không ạ? Yes. Nhưng cái nhóm người thứ hai là cái nhóm người là những người giờ, những người chưa nhiễm tự. Và khi mà họ chưa nhiễm tự anh chị thì cái trường năng lượng của họ nó không có mạnh. Cái khả năng để họ có thể thu được những cái cơ hội những cái nguồn lực, những cái quý nhân phụ trợ, những cái đối tác những cái điều may mắn thịnh vượng, những cái điều lợi lạc đến cuộc đời của họ nó chưa dễ, bởi vì họ chưa nhiễm tử họ chưa nhiễm tử nó giống như là có một cái điều cái gì đó đang cản, đang ngăn cản cái tiềm thức của họ, đang ngăn cản cái trường năng lượng của họ để có thể đón nhận được những cái điều lợi lạc đó phải không? Vậy thì cái lý do tại sao mà các anh chị ở đây có người thì nhiễm từ có người thì chưa nhiễm từ hoặc là ở ngoài kia có người nhiễm từ có người chưa nhiễm từ nhiễm từ ở đây đó là đó là cái việc mà nó đồng nhất ý thức và tiềm thức nó hợp nhất là một và cái việc mà ý thức đưa ra quyết định thì tiềm thức nó sẽ ngay lập tức đồng ý và cho thêm và nó sẽ ngay lập tức phát ra cái tần số và thu hút đúng cái điều tương ứng đến với cuộc đời chúng ta đó là nhiễm từ và chúng ta thu hút được thành công, thu hút được cơ hội, thu hút được đối tác, thu hút được quý nhân phụ trợ, thu hút được những cái điều may mắn, những cái lợi lạc đến với cuộc đời chúng ta rất là nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng mà nếu mà chưa nhiễm tầng anh chị, thì cái quá trình đó nó sẽ bị ngăn cản lại. Nó sẽ bị chậm lại, thậm chí là nó không xảy ra. Vì sao? Tại vì nó bị nghẽn mặt. Nó bị chặn tần số lại. Và điều gì chặn cái tần số năng lượng đó? Đầu tiên, Vậy thì để có thể hiểu hơn thì chúng ta sẽ nói tới ba quy luật của tiềm thức bao nhiêu anh chị? Bao nhiêu quy luật ạ? Ba quy luật của tiềm thức. Quy luật đầu tiên thì chúng ta nói rất là nhiều trong những cái ngày trước, đó chính là quy luật về niềm tin. Tin sao đúng vậy, đúng không ạ? Đó là quy luật đầu tiên. Bạn tin bạn là người thành công thì bạn đã thắng được 70% cuộc chơi rồi. Yes, bạn tin bạn làm được là bạn đã đã hoàn thành được là 70% cái chặng đường rồi. Và yes. chỉ có 30% còn lại là hành động thôi. Yes. Và, và cái niềm tin ấy, cái niềm tin chính là cái quy luật đầu tiên bởi vì giờ nếu như không có niềm tin thì sẽ không có kết quả khi anh chị trước khi anh chị làm cái điều gì mà anh chị nói vậy anh chị tin rằng tôi không làm được chúng ta sẽ làm việc chúng ta sẽ làm cái việc đó với một cái tâm thế là chúng ta sẽ muốn bỏ cuộc chúng ta sẽ làm cái cái việc đó với cái tâm thế là chúng ta muốn bàn ra chúng ta sẽ làm việc với cái tâm thế là gì chúng ta sẽ làm thực hiện cái việc đó với cái tâm thế rằng là điều đó sẽ không xảy ra được và khi đó thì sao ạ à? cái suy nghĩ đó nó lại đồng ý và cho thêm đồng ý cho thêm đồng ý cho thêm và khiến cho cái việc đó nó không thành công nhưng khi mà tâm thức anh chị anh chị tin là gì tôi làm được điều này làm được điều này có thể xảy ra được tôi hoàn thành được nó một cách xuất sắc thì anh chị giữ cái niềm tin đó thì sao ạ à? thì tìm thức chúng ta lại đồng ý và thêm đồng ý và cho thêm đồng ý cho thêm và nó lại mang lớn cái năng lượng nó tỏa ra năng lượng bên ngoài và giúp cho cái việc anh chị đang làm đó nó khả thi nó khả thi có thể tự dưng bằng cái nào đó cái cái tâm thức của anh chị có một cái ý tưởng nào đó hoặc là có một anh chị đọc được một bài báo nào đó anh chị đọc được một cái cuốn sách nào đó hay là một ai đó cho anh chị một cái ý tưởng hoặc là thậm chí có người đến giúp anh chị luôn làm giùm anh chị luôn làm giùm mình cái việc đó luôn xử lý cho mình được, làm luôn cái việc đó cho mình luôn và thế là mọi thứ nó tuyệt vời nó thuận buồm xuôi gió đó là quy luật niềm tin anh chị ha nên là vậy cái câu này là cái câu rất là hay và huy xin phép chia sẻ lại cho anh chị ở đây đó là giờ. đó là phúc cho những ai chưa thấy đã tin phúc cho những ai chưa thấy đã tin anh chị nếu không tin thì chẳng có gì cả tin thì cũng chẳng mất cái gì nhưng lỡ tin mà thành công thì sao lỡ tin mà giàu có thì sao lỡ tin mà thịnh vượng hạnh phúc tự do tài chính thì sao tin thì cũng không mất gì cả đúng không ạ không tin thì chắc chắn là mất rồi nhưng mà tin thì lỡ thành công đó chính là cái đầu tiên niềm tin quy luật thứ nhất là quy luật niềm tin quy luật thứ hai đây là quy luật mà chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều anh chị em cũng đang sử dụng và cũng rất nhiều người có kết quả nhưng có người lại không ứng dụng quy luật thứ hai. Vậy quy luật thứ hai đó chính là quy luật và tác động phản ứng. Quy luật thứ hai của tiềm thức đó chính là tác động phản ứng. Tác động phản ứng là gì? Tác động thì mới có phản ứng. Anh vậy ha. Tác động thì mới có phản ứng. Giống như là ở đây nếu anh chị nào đã học về môn hóa học rồi thì chúng ta biết rằng là có những cái công thức nó có những cái chất đúng không ạ? Nó khi mà nó kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra cái chất mới. Ok chưa vậy, vậy? Có những cái chất khi nó kết hợp với nhau thì nó sẽ ra cái chất mới. Và có những cái phương trình hóa học thì có những cái chất đó chúng ta trộn nó với nhau nhưng nó vẫn chưa có nó chưa không xảy ra phản ứng hóa học bởi vì sao? Bởi vì nó cần một cái chất xúc tác nào đó. Có những cái thì nó sẽ cần là cách thủy, có những phương trình thì có thể nói là dạ, cần nhiệt độ có những cái phương trình thì nó cần phải dạ, à phải 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 làm những cái quy trình uh, thế này thế kia phải có trong phòng hóa uh, học phòng thí nghiệm hay là nhiệt độ bao nhiêu đó hay là uh, chân cất như thế nào đó thì cái đó nó mới xảy ra được anh chị đồng ý không có những cái phương trình hóa học nó buộc phải ở trong cái nhiệt độ khác nhau hoặc là nó cần phải ở trong cái môi trường chất lỏng nó mới được hoặc là phải ở trong môi trường chất khí mới làm được ví dụ như trong không khí của chúng ta gì trong không khí chúng ta nó có khí hero mà nó có khí oxy không ạ và trong trong không khí chúng ta thì trong không khí nó có hero nó có oxy và chúng ta biết cái công thức giả dạ? H2 cộng O2 thì sẽ tạo ra H2O tuy nhiên là gì dạ? điều đó không xảy ra bởi vì sao bởi vì nó nó cần phải có một cái gì dạ? cần một cái chất xuất phát để giúp cho H2 cộng O2 mới ra được nước còn nếu như chưa có chất xúc tác đó thì dù là hai cái nguyên tử đúng không? Cái hydro và oxy nó có kế bên nhau đi chăng nữa nó cũng không nó cũng không có phản ứng hóa học xảy ra. Cho nên gọi là tác động phản ứng là như vậy. Phải thi cái điều này, cái nguyên lý này dựa trên nguyên lý khoa học thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng gì Trong cái cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Có nghĩa là gì? Khi anh chị sử dụng luật hấp dẫn anh chị nói gì Tôi mong muốn trở nên thành công và giàu có. Tôi mong muốn gì? thực hiện được cái mục tiêu của tôi. Ví dụ như mục tiêu của tôi là tháng này tôi kiếm được gì? bao nhiêu tiền đó tháng này mục tiêu của tôi là kiếm được bao nhiêu tiền đó và tìm thức của anh chị nó đồng ý và cho thêm nó yes and more nó yes and more và cái trường năng lượng nó thu hút cái cơ hội đó đến với anh chị nó thu hút một cái người nào đó nó thu hút một cái nguồn lực nào đó nó thu hút một cái cơ hội nào đó đến với anh chị và cái cơ hội đó nó ra rất ở trước mắt chúng ta luôn nhưng cái tư duy của chúng ta không đủ để nhìn ra cơ hội đó anh chị hiểu không cái hiểu biết cái trí tuệ của mình lại không đủ khả năng để nhìn ra cơ hội đó và thế là mình phục mất cơ hội nhiều khi cơ hội trước mặt luôn nhưng mình không nhìn ra mình không nhìn ra chứ không phải là cơ hội nó không đến anh chị có hiểu không yes bạn không nhìn ra chứ không phải là cơ hội nó không đến đâu rồi cơ hội trước mặt bạn luôn á có một ai đó một cái cơ hội nào đó đến với bạn nhưng mà cái tư duy của mình cái hiểu biết của mình cái kiến thức của mình nó chưa đủ để nhìn ra được bởi vì không nhìn ra cho nên không nắm bắt được mà bây giờ cơ hội có kế bên anh chị mà anh chị không nắm bắt thì anh chị có đạt được không có đạt được cái mục tiêu không ạ yes đó là vấn đề của cái việc nỗ lực lịch đạo anh chị ha cái okay, cái việc mà giật của cái việc tác động phản ứng bạn phải có sự tác động và cách nắm bắt cơ hội thì cơ hội đó mới thành của bạn được cơ hội đó mới giúp cho bạn kiếm ra tiền được cơ hội đó giúp mới giúp bạn đạt được cái mục tiêu đó được chứ bây giờ cái cơ hội trước mặt bạn cơ hội kế bên bạn cơ hội đằng sau bạn cơ hội xung quanh bạn bạn không nắm bắt lấy nó thì làm sao mà bạn đạt được anh chị đồng ý mà yes đó chính là cái điều rất quan trọng đó là cái gì ạ? Cái, cái cái, việc mà giờ tác động phản ứng có tác động thì mới có phản ứng bạn phải có cái tác động vào tác động tác động tác động thì cái phản ứng mới xảy ra phản ứng hóa học nó cần phải tác động bên ngoài vào bạn và phải có cái tác động bên ngoài phải có chất xúc tác vào và xúc tác đó chính là mình nên chị chúng ta phải đưa ra quyết định chúng ta phải nhìn ra cơ hội và chúng ta phải nắm bắt cho nên tại sao huy mới nói anh chị vậy đó là giờ mặc dù một số anh chị chúng ta hiểu về sức mạnh tiềm thức chúng ta hiểu về luật hấp dẫn nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa ứng dụng được là bởi vì nó đến từ tư duy đúng không ạ và tư duy tại sao? Và tư duy của người giàu có, hiểu biết của người giàu có và thành công Bạn phải có cái kiến thức Bởi vì nếu như ai cũng có thể dùng sức mạnh tiềm thức Thì ai cũng dùng được hết anh chị Nhưng vấn đề là gì? Cái người ứng dụng thành công là bởi vì sao? Bởi vì họ có cái tư duy Họ có cái trí tuệ Họ có cái hiểu biết Và họ nhìn ra được đâu là cơ hội Đâu là thách thức Đâu là cái điều giúp họ thành công Và đâu là cái bẫy khiến cho họ mất tiền Anh chị ha Yes. Chính là cái tư duy và trí tuệ. Cho nên tại sao là gì? Mình có thể ứng dụng số mạnh thức để thu hút cơ hội và nguồn lực. Nhưng vẫn phải gì? vẫn phải học tập và phát triển. Vẫn phải rèn luyện những cái kỹ năng. Vẫn phải rèn luyện kỹ năng bán hàng. Vẫn phải rèn luyện kỹ năng kinh doanh. Vẫn phải hiểu biết về thị trường. Vẫn phải biết cách để làm thế nào để xây dựng một cái doanh nghiệp, một cái hệ thống kinh doanh. Bởi vì sao ạ? bởi vì bây giờ cái khách hàng khách sọp đến với bạn này ví dụ như bây giờ bạn bạn kinh doanh một cái món hàng nào đó và bây giờ tiềm thức nó mang cho bạn một cái khách hàng một cái người rất giàu luôn rất nhiều tiền luôn rất tuyệt vời họ sẵn sàng mua cái sản phẩm đó nhưng bạn lại không biết cách bán hàng ôi bạn này không có cái biết cách để à? chăm sóc không biết cách để chăm sóc khách hàng bạn không nắm bắt được cái cơ hội đó thì sao ạ à? thì cái ông cái ông khách hàng giàu có đó mua từ người khác chứ đâu có mua từ bạn đâu anh chị đồng ý không à? mua từ cái người nào mà biết cứ cũng dùng tiềm thức tới, cái người khác cái người khác họ cũng dùng tiềm thức vậy anh chị hiểu không ạ và chúng ta chỉ có thể nắm bắt được những cơ hội gì à? mà chúng ta nhìn thấy được thôi và à? cái cơ hội thì chúng ta chỉ nhìn thấy được những cơ hội nào từ cái tư duy của chúng ta trở xuống thôi đó tại sao mà huy nói với anh chị là về tại sao anh chị nâng cấp tư duy lên nâng cấp cái hiểu biết cái trí tuệ của chúng ta lên liên tục liên tục và liên tục nó có lợi lắm nó có lợi là bởi vì sao bởi vì ngày hôm nay có thể anh chị chưa có cơ hội nhưng chúng ta chuẩn bị tư duy trước chúng ta chuẩn bị kiến thức trước chúng ta chuẩn bị trí tuệ trước chúng ta chuẩn bị kỹ năng trước cơ hội đến chụp luôn cơ hội đến nắm bắt luôn Cơ hội đến là lụm luôn, lụm luôn, lụm là lụm tiền luôn. Còn bây giờ bạn đợi cơ hội nó đến, bạn mới chuẩn bị. Sao mà kịp? Nhìn thấy cũng không kịp. Anh chị có hiểu không ạ? À? Đấy. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Cái tư duy, cái hiểu biết, cái trí tuệ, cái kỹ năng luôn ạ. À? Kỹ năng luôn ạ. À? kỹ năng đàm phán, kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng về công nghệ A, công nghệ B gì đó, cách sử dụng công nghệ. Những cái kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo. Tại vì khi cơ hội đến, thì những kỹ năng đó là cái gì? Chính là cái chất xúc tác. Để chúng ta có thể hành động, và hành động chính là cái sự tác động. Đúng không? Kỹ năng là gì? Để được hành động đó. Bạn hành động bạn phải dùng những cái kỹ năng bạn không có kỹ năng thì sao ạ? À? thì bạn sẽ lúng túng. bạn lúng túng thì nó sẽ hỏng việc. còn nếu như bạn có kỹ năng thì sao ạ? À? thì bạn sẽ làm việc nó hiệu quả hơn. bạn sẽ làm việc chân chung hơn và bạn đạt được cái kết quả. và khi bạn được cái kết quả thì sao? thì tiền tương ứng với kết quả. anh chị ha? yes. vậy thì đó chính là cái quy luật thứ hai là quy luật tác động phản ứng. được không ạ? À? hành động thì mới có kết quả. Còn nếu như không hành động thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cuộc đời chúng ta. Nắm bắt cơ hội thì cơ hội nó mới thật sự là của mình. Và để có thể nắm bắt được cơ hội thì cần phải phát triển tư duy, phát triển trí tuệ, phải có được cái hiểu biết, phải hiểu về thị trường, hiểu về ngành nghề, hiểu về kinh tế, hiểu về tâm lý của cá nhân, hiểu về tâm lý đội nhóm, hiểu về tâm lý của khách hàng. Thì bạn mới chăm sóc khách hàng được. Hiểu về tâm lý của đối tác, có được những cái kỹ năng kinh doanh, đàm phán, lãnh đạo, quản lý. Thì những cái việc đó bạn sẽ làm nó hiệu quả hơn và bạn sẽ nhanh trong thành công hơn. Anh chị đồng ý không? Yes. Thì đó chính là cái điều mà tại sao là tại sao cái việc mà học phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng lại là cái thứ cần thiết. Không phải để chúng ta làm việc bằng ý thức mà là để chúng ta có thể áp dụng quy luật tác động phản ứng này. Anh chị ha. Bởi vì có rất là nhiều những anh chị họ không hiểu Họ chỉ đọc cái cuốn sách luật hấp dẫn thôi. Họ xem video về The Secret luật hấp dẫn hay họ đọc sức mạnh tiềm thức. Hay là họ tham gia vào một vài, một vài buổi zoom câu lạc bộ nhưng họ không học hết. Họ xem một vài video của Huy và họ không có học hết. Và họ không có hiểu hết được những cái bản chất này. Cho nên là giờ họ cứ nói vậy tôi dùng tiềm thức và tự dưng tiền tôi về. Tôi sử dụng luật hấp dẫn và tự dưng tôi sẽ giàu có. Tôi sẽ ngồi đây và chờ rằng giờ Tôi, tôi tôi biết ơn cuộc đời này vũ trụ sẽ mang tiền nữa cho tôi vũ trụ sẽ mang biệt thự đến cho tôi vũ uh, trụ năng lượng sẽ mang tới uh, người chồng tuyệt vời người vợ tuyệt vời uh, đối tác quý nhân khách hàng tự đến với tôi tôi không cần phải làm gì cả tôi đã tập trung vào tiềm thức của tôi và huy sẽ nói chị một cái ví dụ như thế này đó là bây giờ anh chị chúng ta đang ở bên đây bờ sông và mục tiêu của bạn ở bên kia bờ sông bờ bên kia nó có cái gì vậy? nó có những cái mục tiêu những cái kết quả bạn muốn sự tự do tài chính sự thịnh vượng hạnh phúc khỏe mạnh ước mơ hòa bảo vân vân nó ở bên kia và bây giờ bạn ở bên đây bờ và bây giờ bạn ở bên 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 đây bờ và bạn nói gì tôi sử dụng luật hấp dẫn tôi sử dụng sức mạnh tiềm thức cầu nguyện Vũ trụ hãy giúp cho bờ bên kia đến lại gần đây bờ bên kia đến lại gần đây ta không đi qua bên kia đâu bờ bên kia hãy tự đến đây đi bờ bên kia hãy tự lên đây đi chưa đến còn nguyện tiếp bờ bên kia hãy đến lại gần đây bờ bên kia hãy đến lại gần đây ta không đi qua bên kia đâu trăm năm nữa luôn trăm năm nữa cái bờ bên kia nó cũng không qua được đâu Bạn có hiểu không ạ? Hai hai chính mình đó là tỉnh táo lên đúng không ạ? À? Bạn phải tác động mới có phản ứng chứ. Bạn phải bơi qua hoặc là bạn phải đi qua cầu hoặc là bạn phải đi lên thuyền hay bạn đu dây qua hay bạn làm cách nào đó không cần biết nhưng bạn phải đi qua bên đó, bạn phải tìm cách nào đó để đi qua bên đó để vượt qua được cái con sông đó, con sâu chính là thách thức, con sâu chính là trở ngại. Con sông chính là những cái bây giờ những cái những cái vấn đề, những cái trở ngại, những cái thách thức hoặc là những cái việc chúng ta cần phải làm. Và nếu bạn qua được sông bạn đến được mục tiêu của bạn. Những việc đó nó không tự biến mất. Anh chị em ạ. Và cơ hội có thể và cơ hội sẽ có những lúc bây giờ cơ hội sẽ có những cái lúc như thiên thời địa nhân nhân hòa tự dưng bây cơ hội tới giờ bạn nói giờ, ờ, à, tôi muốn qua bên kia cái không biết tự dưng là giờ a à, ngày hôm đó cái trời nó khô hạn cái là coi như là giờ nước sông cái nó rút xuống thế là đi bộ qua luôn nước sông cái nó rút xuống cái là nó cạn cái là đi qua dễ dàng lội qua dễ dàng hay là giờ à, tự dưng cái cái ngày hôm đó có cái, cái, cái có cái người cũng từ bên đây đi qua sông là đi đi ké người ta cuối dân phụ trợ đến Ví dụ là như vậy Hay là gì dạ, à, Có một ai đó đến Người ta giờ dạ, người ta xây cái cầu cho bạn Thế là bạn đi qua Nhưng mình phải đi Mình phải đi mình phải đến được Hành trình ngàn dặm thì cũng phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên Còn ngồi đó và nói là bờ bên kia đến là gần đây bờ bên kia đến gần đây bờ, uh, Biệt thử uh, từ đến với tôi đi uh, Biệt thự, ơi Biệt thự ơi Bất động sản, bất động sản ơi Siêu xe ơi, siêu xe ơi Đội nhóm ơi, đội nhóm ơi, tôi muốn có đội nhóm lớn lắm, tôi muốn có tiền lắm, tôi muốn có khách hàng lắm, tôi muốn tuyệt vời để mọi thứ tuyệt vời. Không làm sao có? Anh đâu vậy không ạ? Tự dưng sẽ có một người nào đó đến với tôi, và tặng cho tôi cái biệt thự. Có không? có trong chuyện cổ tích trong chuyện cô bé lọ lem trong chuyện tắm cám cô tắm đúng không ạ à, được ông hoàng tử tặng cho cái lâu đài bà làm vợ của ông thì bà mới có cái lâu đài cô bé lọ lem cũng vậy mới được tặng còn bây giờ người thường á nó không có rồi nó chỉ có trong phim ngôn tình thôi bạn ơi bạn có hai coi phim ngôn tình không ngôn tình trung quốc nè ngôn tình hàn quốc nè đúng không tổng đài rồi chủ tịch gì đó đúng không quen một cô gái uh, xuất thân từ uh, khu ổ chuột đấy thế là anh yêu em baby one thế là tự dưng em uh, trở thành thiên kim tiểu thư đúng không? Ừ, phim phim là fantasy fantasy nó không có thực và tổng tại ok ok nó có thật cho nên nó mới gọi là phim bạn có hiểu không ạ và bây giờ chúng ta hãy nhớ một điều là gì đó là sự thật là gì ạ à? ngu tầm ngu mã tầm mã mây tầng nào hút mây tầng đó Từ dưới đâu thì tiền đó nó cùng nó cùng anh chị ví dụ như huy nói với anh chị một cái trong những cái chuyện mà tấm cám đi anh chị có coi chuyện tấm cám không chuyện tấm cám thì nó có cái gì à, cô tắm thì xinh đẹp dịu dàng nết na đúng không à, cầm kỳ thi họa câu vô luôn hạnh cho nên là ông vua ông mới cưới đúng rồi không sao cả tạm vua đi kiếm vợ mà Bây giờ có cô, cô cô tắm đẹp quá, cô tắm tuyệt vời quá thì coi như là cưới đúng rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ tắm khi mà tắm tắm bị bị bị, bị hại tắm lên đường á, thì trừ những bà cám vừa xấu, vừa hung dữ, vừa ác, tự nhiên vô bị khùng đi cưới bà cám trong hoàng hậu. Bạn có thấy có gì không? Có vấn đề không? Vua vua có vấn đề không tự nhiên ở cơ tắm đúng rồi nhưng mà tự nhiên người mới như tắm tắm mất rồi thì bây giờ muốn cưới vợ khác thì kiếm cô khác được hơn chứ tự nhiên đi cứ, cứ, cứ rước bà Cám về làm gì nhưng mà vua vua nghe theo Cám luôn đấy cho nên là cái câu chuyện là nó rất là nó là những cái câu chuyện này giờ fantasy những câu chuyện không có thật không có ông vua nào mà bị như vậy đâu à bạn bạn có đồng ý không đâu cái thật sự là như vậy anh chị ha để cho nên chúng ta phải tỉnh táo lên mà hai phải chính mình tỉnh táo lên đúng không? tỉnh lên và nói về truyền câu tích thì anh chị truyền cổ tích thì huy quan điểm của huy là anh chị truyền uh, cổ tích uh, của việt nam mình á, thì nó khá là không tích cực nó không tích cực ở đây là gì nó không tích cực là ở đây là gì đó là nếu anh chị để ý à, đó là những cái nhân vật chính trong truyền cổ tích thì là những ai ạ à? là những người nghèo nhất nghèo nhất làng những người nghèo nhất nước nghèo nhất luôn á, có phải là nghèo nhất mới là nhân vật chính anh chị ha, đấy phải như vậy còn phản diện là mấy người già giàu, phản diện là phú hộ, phản diện là phú ông, phản diện là đúng không à, những cái người giàu có vân vân nhưng chúng ta phải hiểu một điều là gì ạ và khi mà chúng ta cho con của mình đọc những cái bộ phim đó đọc những cái câu chuyện đó thì nó sẽ muốn làm nhân vật chính ai ở đây thích làm nhân vật chính mình muốn làm nhân vật chính trong những cái câu chuyện đó cho nên giờ à tự dưng bây giờ Ai à, vậy thì thằng cái giàu nó phản diện mình là chính nghĩa mình phải nghèo rồi xong cuộc đời bạn hết giàu nữa luôn đúng không tôi là chính nghĩa mà tôi là anh hùng mà tôi là người tốt mà nó <laughs> là thấy là coi như là bị dính cái tư duy đó cái là chưa được dễ thành công chưa được dễ thành công về tài chính và chuyện cổ tích thì nó được viết bởi đâu bởi ai ạ à? chuyện cổ tích thì được viết bởi nông dân anh chị ha sự thật là nông dân thôi bây giờ anh chị uh, học học cái cách học tư duy của nông dân của người nông dân thì có làm kinh tế được không học cái tư duy của người nông dân thì chúng ta chỉ học được những công thức như là sáng gieo chiều gặt vườn ao chù đúng không ạ công thức vườn ao chù sáng gieo chiều gặt bán mặt cho đất bán lưng cho trời vậy thôi thì học ai thành người đó học tư duy của ai thì thành người đó nhưng cái kết quả thì chưa được tuyệt vời và huy phải nói với anh chị một cái điều là gì đó là mọi công việc nếu như mang giá trị ra cho thế giới, cho thị trường, cho cuộc đời bất kỳ công việc nào anh chị mà nó tạo ra giá trị cho thị trường, cho cuộc đời anh chị thì nó đều cao quý cả. Nhưng thu nhập nó khác nhau. Công việc nào cũng cao quý cả. Những công việc chính thống nha. Còn bạn đi buôn lậu hay bạn đi ăn cướp thì cái đó không gọi là cái công việc chính thống. Nữa. Bất kỳ cái công việc chính thống nào cũng đều đều cao quý nhưng thu nhập nó khác nhau bạn có hiểu không thu nhập nó khác nhau và cho nên chúng ta phải biết lựa chọn quyền năng là gì quyền năng là được lựa chọn và ra quyết định và bây giờ bạn nói giờ a à, bây giờ tần số của tôi tư duy của tôi ở đâu thì thu nhập của tôi tôi chỉ có thể làm được những công việc cùng tần số tư duy của tôi thôi nếu tư duy anh tăng lên anh chị sẽ làm được những cái công việc khác anh chị sẽ làm được những cái job khác anh chị sẽ nắm bắt được những cơ hội khác có đúng không ví dụ nha ví dụ cùng là một công việc thôi bây giờ Huy chị nói ví dụ cùng là một công việc thôi cùng một job như nhau là kế toán thôi nhưng mà sao ạ à? nhưng mà cái kế toán nào cái người nào cùng là kiến thức cùng là bằng kế toán như nhau cùng là dốc kế toán nhưng một người có thêm ngôn ngữ thứ hai họ có tiếng trung hoặc là có tiếng anh thì có phải là họ nắm bắt được những cơ hội nhiều hơn không họ có quyền được lựa chọn nhiều cơ hội hơn không những cơ hội đó có thể kiếm cho họ nhiều tiền hơn đúng không họ đọc được sổ sách tài chính bằng tiếng anh họ đọc được sổ sách tài chính bằng tiếng trung tiếng hoa họ đọc được sổ sách tài chính bằng tiếng Nhật họ đánh máy được họ xử lý được thì họ làm được việc thì họ được cái công những cái công ty nước ngoài người ta trả thu nhập cao hơn cùng là công việc đó cùng là 8 tiếng đồng hồ làm việc đó cùng là cái cơ cấu công việc như nhau nhưng bây giờ à cái người có cái ngôn ngữ đó người ta làm được thì người ta kiếm được nhiều tiền hơn đó huy chỉ nói một cái một cái một, một lần có thêm một kỹ năng thôi để bạn có thêm được cái, một cái ngôn ngữ nào đó anh chị theo kịp không ạ yes bây giờ nói một cái 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 điều tiếp theo là gì đó là bây giờ bây giờ bây giờ mình nói về câu chuyện là gì à vậy thì nhưng mà bây giờ có một cái điều là gì đó là chúng ta lại quay trở lại câu chuyện đó là ngoài cái 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 cái, cái, cái thứ hai đó là cái tác động phản ứng thì chúng ta còn một cái thứ ba nữa anh chị thứ nhất đó là quy luật niềm tin quy luật thứ hai là quy luật tác động phản ứng và bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái quy luật thứ ba đó là quy luật nỗ lực nghịch đạo và quy luật này mới là cái quy luật đáng sợ đây ạ. À. Hai cái luật trên chúng ta đã thấy rằng là nó đã có tác động rất là lớn với cuộc đời của chúng ta rồi. Nhưng cái quy luật nỗ lực kịch đảo thì nó lại là một cái tác động lớn nhất. Đó là bởi sao? Bởi vì giờ cái quy luật nỗ lực kịch đảo chính là cái nguyên nhân chủ yếu nó khiến cho anh chị ở một số anh chị ở đây hoặc là khiến cho những người ở ngoài kia có những người tại sao họ chưa nhiễm từ được. Và như Huy nói anh chị ạ, à, bạn chỉ, chỉ khi bạn trở thành người nhiễm từ thì bạn mới có thể thu hút được cái cơ hội nguồn lực đến với bạn nhanh hơn được. Còn nếu bạn chưa nhiễm từ thì nó sẽ rất lâu, nó sẽ rất khó, nó giống như là cái khối 500 ấy. Anh chị đưa hai cái khối 500 với nhau, nó không có hút được. Đúng không? Ví dụ như bây giờ hai cái khối 500 này nó không có nó không có từ tính thì nó có hút được nhau không ạ? À? Nó không hút được. Nó không hút được anh chị. Anh chị có hiểu không ạ? À? Yes. Nó không có từ tính, nó không hút được và đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải để đây. nó phải có cùng từ tính nó phải có từ tính nó mới hút được chị và bây giờ nó không có từ tính cho nên nó không hút được mà không hút được thì sao không hút được thì không đến với nhau nữa. yes cho nên tại sao chúng ta cần phải trở thành người nhiễm từ và để trở thành người nhiễm từ thì chưa? nó cần phải gì chúng ta cần phải làm một cái điều rất quan trọng đó là bạn cần phải gì bạn phải thật sự chuyển hóa bản thân mình vào cái tần số năng lượng của một người nhiễm từ và để trở thành một cái tần số năng lượng của người dẫn tự anh chị thì chúng ta cần phải khai phá cái năng lượng bên trong, khai phá cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình. Và bên trong của mỗi anh chị ở đây thì chúng ta đang bị ngăn cản bởi đâu ạ? À? Chúng ta đang bị ngăn cản bởi những cái niềm tin giới hạn. Những cái niềm tin giới hạn Tôi nhắc lại một lần nữa những cái niềm tin giới hạn. Những niềm tin giới hạn chính là những cái thứ mà nó đang ngăn cản cái mặt trời bên trong của chị nó tỏa sáng. Cái niềm tin giới hạn chính là cái thứ mà nó đang ngăn cản cái việc mà anh chị có thể tự nhiên nó phải tỏa sáng thì chúng ta mới thu hút được cái nguồn lực đến với chúng ta còn bây giờ nó cứ bị che đi à, bị che lại bị che lại bởi giờ bởi những cái niềm tin giới hạn và những cái niềm tin giới hạn này là gì đó là tôi không làm được đâu điều đó không thể tôi không thành công hay là vân vân và may may tôi không may mắn tôi không giỏi tôi không giàu tôi không có nguồn lực tôi không có uh, tuyệt vời tôi không có thông minh tôi bệnh lắm uh, như thế này thế kia thế nọ tôi là đủ thứ hay là tôi ở vùng quê hay là tôi ở thành thị tôi là độc thân hay là tôi uh, thế này thế kia thế nọ thì những niềm tin giới hạn đó nó khiến cho chúng ta giờ không thu hút được tiền bởi vì tại sao bởi vì rằng là khi mà anh chị tập trung vào một cái mục tiêu nào đó Ví dụ anh chị nói vậy, tôi muốn trở nên giàu có. Anh chị hãy thử nói là tôi là một người giàu có. Tôi là một người thành công về tài chính. Tôi tự do tài chính. Khi anh chị, có phải anh chị nói cái câu đó sau khi anh chị nói câu đó xong chúng ta cảm thấy nó vui hơn chúng ta cảm thấy tuyệt vời hơn chúng ta cảm thấy nó nó có một cái năng lượng lên đúng không? chúng ta có một cái cái, cái gì đó một cái sự động lực lên nhưng ngay sau sau cái cảm giác đó tầm 2 giây thôi thì tự khắc có một cái tiếng nói nhỏ nó nói với anh chị là gì thầm đùa đó, ngay mình tự cười mình luôn cười khinh bỉ luôn làm gì mà làm gì có đùa điều đó không phải đâu không không thật đâu nó tự nói cho nó mình đúng không anh chị có bị cái này không chính là niềm tin giới hạn của mình đấy và chính cái thứ đó là cái thứ mà đang ngăn cho tiềm thức với yes nó cản lại ý thức ra quyết định đùng đùa tôi tự do tài chính tiềm thức ở đây nè tiềm thức ở dưới nè đồng ý cho thêm nè nhưng bây giờ tôi giàu có không có đâu tôi tự do tài chính mình làm gì mà làm được tôi thịnh vượng ảo tưởng nè nó chặn lại bà 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 hiểu ạ à? và đi khi đó sao ạ à? phương trình không xảy ra phương trình hóa học không xảy ra không có giấy được không thu hút được cái gì hết tại vì nó bị ở bên trong nó bị ngỉm mặt nó bị kẹt rồi à? mà kẹt kẹt là kẹt lâu lắm mà tại vì sao nó tại vì những cái niềm tin này nó được nó được xây dựng bao bao nhiêu năm rồi nó được đắp lớp nó được đắp lên đắp 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 lên này nè đắp như là tường thành như là bê tông này nè Xuyên qua không nổi suy qua không nổi tại vì sao đắp bao nhiêu năm rồi cài bao nhiêu năm rồi dày quá cứng quá không qua nổi cho nên nó mới bị gọi là nỗ lực được tạo như vậy có nghĩa là cái nghịch đó, có nghĩa là mình mình quyết tâm như vậy nhưng mà nó nghịch đảo và khi nó nghịch đảo như vậy thì sao Phản lại. Vậy nha tôi làm được tôi thành công tôi giàu có không được phản lại thì nó phản lại thì sao nó phản lại thì sao và anh chị cứ quyết 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 đánh anh nó hoài phản lại phản lại phản lại tại vì nó nó phản lại mình mà thì khi đó bị áp lực được không bị áp lực nha nghĩ tới mục tiêu bị áp lực Ví dụ như tháng này anh chị đặt mục tiêu là kiếm trăm triệu. Ví dụ thôi. Trước giờ mình kiếm được có hai chục rồi. Tự nhiên tháng này đặt mục tiêu kiếm trăm triệu. Còn 15 ngày nữa là hết tháng. Bây giờ mới kiếm được có mấy triệu à? Còn chín mấy triệu chưa kiếm được. Áp lực. Đúng không? Tại vì nó bị nỗ lực kinh đảo mà. Bởi vì anh chị chưa thật sự tin anh chị có thể kiếm được 100 triệu bởi vì cái này nè cái niềm tin giới hạn nó không làm cho chúng ta tin cái niềm tin cái niềm tin hỗ trợ nè nó không có đủ mạnh để khiến chúng ta tìm thức chúng ta thật sự tin và nó tạo áp lực và khi mà cơ thể anh chị nó tạo áp lực anh chị thì tìm thức của chúng ta có một cái chức năng rất là tuyệt vời đó là gì đó là nó muốn bảo vệ cơ thể của mình cho huy hỏi anh chị nha anh anh chị thích ở trong trạng thái bình an trạng thái thanh thản hay là trạng thái áp lực ạ. À? Anh chị cảm anh chị anh chị thích cái sự bình an, sự thanh thản hay là sự áp lực hay là sự căng thẳng ạ? À? Chắc chắn là bình an. Đúng không? Chúng ta thích cái cảm giác đó. Cảm giác nó dễ chịu lắm anh chị. Yes. Và vì điều bởi vì tiềm thức của chúng ta biết rằng khi anh chị ở trong trạng thái bình an và thanh thản thì đó là lúc mà tâm thức anh chị nó định được. Và khi mà tâm thức thu chúng ta định anh chị thì lúc đó chúng ta có thể thuyên suy nghĩ sâu thấu đáo hơn. Khi đó chúng ta có thể làm việc nó hiệu quả hơn. Khi đó chúng ta sẽ đưa ra những quyết định nó khôn ngoan hơn là khi chúng ta căng thẳng và áp lực có đúng không? Bao nhiêu trong số anh chị ở đây đã từng đưa ra những cái quyết định chưa được đúng đắn khi chúng ta ở trong trạng thái căng thẳng và áp lực. Yes. Tại vì tìm thức nguyên lý và hành của tìm thức đó là nó phải đưa về sự bình bình an, sự thanh thản, sự thanh tịnh. Thì khi đó chúng ta mới định được, định thì tuệ mới sinh ra được nhưng mà chính vì cái quy luật này cho nên nó lại bị nghịch đảo là bởi vì anh chỉ tập trung vào mục tiêu thì lại bị áp lực anh chỉ tập trung vào mục tiêu thì lại bị áp lực đúng không mình tập trung vào mục tiêu thì mình lại bị áp lực nó không định được và thế là tiềm thức nhìn thấy là gì à giờ chủ nhân của mình chắc là chủ nhân của mình cảm thấy bị căng thẳng và áp lực khi nghĩ tới cái mục tiêu đó không hiểu sao tự nhiên chủ nhân của mình đang bình thường đang yên mang đang lành đang vui vẻ đang hạnh phúc đang bình thường nghe nè cái tập trung vào cái mục tiêu đó cái tự nhiên bị áp lực bị căng thẳng điều đó không tốt cho sức khỏe điều đó không tốt cho cái thân thể này vậy thì tiềm thức nó làm gì ạ nó sẽ làm mọi cách để cái mục tiêu đó không bao giờ xảy ra được nó sẽ chặn hết mọi cái nguồn lực chặn hết mọi thứ để khiến cho Một điều đó không đến với bạn được tại vì bạn nghĩ tới đó bạn bị áp lực cho nên nó sợ rằng gì nếu cái điều đó xảy ra thì bạn sẽ bị áp lực lớn hơn nữa tại vì áp lực cái cái, cái trạng thái áp lực nó giống như là tương ứng với trạng thái sợ hãi đó chị khi chúng ta sợ hãi chúng ta bị áp lực mà cho nên tiềm thức nó có biết đâu tiềm thức nó không biết đâu nó thấy anh chị bị áp lực thôi thì nó nghĩ rằng cái đó là cái độ sợ của anh chị cái đó mà đến là có khi anh chị chưa an toàn Nên nó sẽ chặn hết mọi đường Nó không cho quý nhân phụ trợ Nó không cho cơ hội Nó không cho bất kỳ nguồn lực gì đến Để cho điều đó không bao giờ xảy ra Và thế chúng ta không đạt được mục tiêu Nó bảo vệ mình anh chị Vậy thì làm sao để chúng ta có thể là hóa giải điều này Chúng ta cần phải giật khai phá Khai phá con người phi từ bên trong của mình Chúng ta cần phải thay đổi Cái tiềm thức của mình thay đổi cái niềm tin giới hạn của mình anh chị và nếu những anh chị nào ở đây mà chúng ta mong muốn làm điều này thì anh chị hãy tham gia vào nhóm đèn luyện thân tâm trí vào tuần này bởi vì tuần này chủ nhật tuần này thì doanh nhân nguyễn diễm sẽ trực tiếp hướng dẫn anh chị và sẽ làm một cái quy trình cực kỳ mạnh để giúp cho anh chị có thể đánh tan đi những cái nỗi sợ hãi bên trong của mình đánh tan đi cái tiếng nói nhỏ bên trong của mình đánh tan đi những cái niềm tin giới hạn của anh chị kích hoạt cái niềm tin thành công niềm tin chiến thắng của anh chị và cái quy trình của chủ nhật tuần này là quy trình rất lớn bởi vì nếu anh chị làm cái quy trình này thì sao anh chị không phải ở đây anh chị ngày hôm nay anh chị học anh chị chỉ nghe thôi anh chị mắt thấy tai nghe rờ được rồi nhưng chúng ta vậy cái quy trình của cái ngày chủ nhật này trong nhóm rèn luyện thân tâm trí thì chính các anh chị ở đây sẽ được trải nghiệm bằng chính cơ thể này chúng ta sẽ được trải nghiệm cái tiềm thức của mình chúng ta sẽ được chứng thực cái sức mạnh cái 90% năng lượng tiềm ẩn của anh chị đấy ạ. À. vào chủ nhật này bạn trải nghiệm bằng chính cái cơ thể của bạn luôn bạn không cần phải nhìn không cần phải nghe nữa nó cơ thể của bạn tự cảm nhận được đó chính là cái rất tuyệt vời của cái chủ nhật tuần này cho nên nếu như các anh chị nào chúng ta thấy rằng là đấy là cái thời điểm mình cần phải thay đổi Đấy là chính là cái cơ hội của mình rồi thì anh chị hãy tham gia vào nhóm rèn luyện hãy liên hệ với nhóm trưởng nhóm học tập của chúng ta để có thể tham gia vào nhóm rèn luyện kịp trong chủ nhật tuần này để chúng ta có thể thực hiện cái quy trình khai phá sức mạnh bên trong vào cái chủ nhật này trong nhóm rèn luyện thân thành trí anh chị ha rồi thì hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây hẹn là lại các chị em vào cái buổi sâm tối ngày mai chúc tất cả anh chị em chúng ta có được một cái buổi tối một cái sức cũ tràn ngập với những sự thành công sau có khỏe mạnh là lặng thông minh may mắn tự do và hạnh phúc cho hôm nay là người thành công về tài chính hôm nay là ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công bạn là người thành công xưa đây trên đời chúng ta là những người thành công xưa đây trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh vinh quang rồi chào tạm biệt các bạn xin yêu quý các chị bạn luôn bye bye